Kính chào quý vị và các bạn. Những cơn mưa sẽ còn xuất hiện ở miền Trung trong cả một tuần tới. Thời gian mưa chủ yếu là về chiều tối và đêm. Với Tây Nguyên thì cũng đều đặn có mưa về chiều tối. Ngày mai, mưa sẽ xuất hiện ở các tỉnh thành Tây Nguyên nhưng diện chỉ xảy ra rải rác và cục bộ có những điểm mưa to. Thời gian mưa là về chiều tối và tối. Trước đó ban ngày thì trời vẫn tạnh ráo và có nắng gián đoạn. Không khí ở mức dễ chịu với mức nhiệt là từ 29 cho đến 32 độ. Riêng ở Đà Lạt, trời mát 26 độ. Thời tiết mát mẻ sẽ duy trì ở Đà Lạt trong cả một tuần tới. Mức nhiệt cao nhất các ngày hầu như chỉ duy trì ở ngưỡng là từ 25 cho đến 26 độ. Thậm chí sang tuần sau có ngày nhiệt độ còn giảm xuống mức là 24 độ, cảm giác se se lạnh. Thậm chí về đêm nhiệt độ còn ở mức 15 cho đến 17 độ, trời rét. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng cái lạnh của vùng cao nguyên trong cả một tuần tới. Hầu như ngày nào trời cũng có nắng đẹp vào ban ngày để quý vị có thể vui chơi. Còn chiều tối là thời điểm mà mưa xuất hiện nhiều. Cũng cần lưu ý mưa dông dễ đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Với Trung Bộ, ngày thứ bảy này nắng cũng sẽ xuất hiện ở hầu khắp các điểm đến. Nhiệt độ cao nhất ngày mai cũng ở mức tương đối dễ chịu. Ở nửa phía Bắc từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hội An, nhiệt độ không nơi nào vượt quá 33 độ. Còn từ Quy Nhơn trở vào cho đến Phan Thiết, nhiệt độ cao hơn trong khoảng là từ 33 cho đến 35 độ, trời nóng. Về chiều tối thì nhiều nơi trời lại chuyển mưa dông. Ở Đà Nẵng, hai ngày cuối tuần là hai ngày mà có thời tiết đẹp nhất. Trời nắng vừa phải, nhiệt độ duy trì ở mức là 32 độ. Chiều tối có thể xuất hiện mưa rào thoáng qua. Trong dịp cuối tuần thì cũng là thời điểm mà quý vị có thể chiêm ngưỡng cầu rồng phun lửa. Buổi tối ở đây thời tiết mát mẻ với mức nhiệt là 26 độ. Khả năng từ tuần sau nắng sẽ mạnh hơn, đẩy nhiệt độ tăng dần lên mức là từ 33 cho tới 34 độ, không khí nóng thấy rõ. Các điểm đến Nam Bộ như thành phố Hồ Chí Minh thì đang trong đợt chiều cường của rằm tháng 8, lại kết hợp với mưa vẫn có thể xuất hiện về chiều tối, sẽ khiến nhiều nơi có nguy cơ ngập vào dịp cuối tuần này. Sang tuần sau thì mưa có xu hướng gia tăng, thời gian mưa chủ yếu là về chiều tối và đêm. Chiều ra Bắc Bộ với thủ đô Hà Nội xuyên suốt trong cả một tuần tới, thời tiết chủ yếu là nắng ráo, đúng với đặc trưng của nắng thu hanh hao. Không khí cũng sẽ nóng hơn, nhiệt độ tăng dần lên mức từ 32 cho đến 34 độ. Thậm chí thứ năm của tuần sau, nhiệt độ còn chậm.